Dạ, lời nói đầu tiên cho Chọc xin gửi lời chào đến tất cả quý bà cô chú anh chị. Và hiện tại Chọc đang có mặt ở một cái công viên thuộc về Trung Sơn bên Bình Chánh đó quý bà anh chị. Thì ở công viên này thì Chọc ngồi uống cà phê thì thấy một người phụ nữ bồng đứa con nằm ghế bố giữa công viên này quý bà anh chị. Nhưng không biết là cái câu chuyện nó như thế nào mà tại sao người mẹ bồng đứa con mới nhỏ xíu thôi, khoảng 1-2 tháng gì đó quý anh chị, đang ngồi ở đây giữa công viên này luôn. Không biết sự việc nó như thế nào. Thì ở đây thì đồ đạc rất là nhiều, không biết là bồng con ra thế này ở nè, không biết như thế nào ha. Thì sẽ Chọc sẽ mời tất cả quý bà của anh chị hãy vào bên trong mình tìm hiểu. Tại đây là một cái công viên là ở đây người ta sống này nè, đây nè. Thì Chọc sẽ mời tất cả quý bà anh chị hãy vào bên trong để tìm hiểu thêm ha. Đúng không? Không, cái quốc lộ 50 mình đi xuống mà gần cầu Thành đâu nữa. Còn hướng xuống cầu Thành thì hoàn cảnh mình như thế nào anh? Cái này là vợ là con anh hay sao? Dạ. Anh ngồi xuống em nói chuyện với anh xíu được không? Đây. Anh quê anh ở đâu? Quê em ở Vĩnh Long. Vĩnh Long, còn chị? Em ấy để em giúp đỡ cho anh chị thôi chứ không gì hết á. Anh tên gì? Em tên Nhọn. Nhọn hả? Anh sinh năm mấy? 84. 84, còn vợ anh? 82. 82 hả? Quê vợ anh ở đâu? Lắc Lắc. Tắc Lắc ha. Thành phố mới. Hoàn cảnh mình như thế nào mà dẫn vợ con ra công viên ở? Như là tụi em mới vô là em tụi em xuống đây là chỉ có 15 ngàn thôi. Xuống đây từ khi nào? Xuống cũng lâu rồi, cũng khá cả hăng mấy có. Hăng mấy có à? Mình xuống đây cái mục đích của mình là đi vô đây là để mà làm việc hay sao? Đi làm giờ làm không có, giờ ông ở điện ngày mốt đi làm là 1 năm á. Mà làm cái công việc gì anh? Công trình. Tức là đi phụ hồ đúng không? Từ xưa giờ mình có làm cái công việc đó chưa? Có, làm hết rồi. Là phụ hồ đó ha. Cống cái gì em không làm, có tiền làm lén. Mà vô đây để mà kiếm kế sinh nhai rồi quyết định ở đây luôn ha. Như nhà em thì ở quận 8 nè, bên dưới Chạc nè, mà nhỏ xíu à. Không có về, ví dụ trường hợp là cho em về, còn vợ con ở ngoài đường thôi, vậy hả em ở ngoài đường luôn. Tức là gia đình chỉ là chấp nhận cho anh về thôi, còn mà đem vợ về là không được hả? Đúng rồi. Dạ, anh tên gì? Sinh năm gì? 192. 192 ha. Cũng mới có bé luôn hả, mấy tháng rồi. Nếu mà tính này luôn là nếu cỡ 10 ngày đó là được 2 tháng. Mình có làm giấy tờ cho bé chưa? Còn có làm rồi, giờ cũng ta đòi giấy kết hôn gì lắm á. Giấy kết hôn hả? Còn giờ anh vẫn làm, ví dụ mà mẹ đơn thân vẫn được mà làm giấy tờ cho bé đi. Đúng rồi, nếu mà để cho nó ăn Tết đi, qua Tết thì nó về trả nó làm. Tại mình có sinh hậu ở Sài Gòn đúng không? Nếu anh nói nhà ở quận 8 ở Sài Gòn. Bây giờ là cứ sáng sớm mà đem vợ ở đây gì vậy hả? Rồi em đi móc đồng. Móc bạc. Móc đồng mấy cái bãi của Mỹ mà nó đốt á. Ngày thu nhập mình cỡ bao nhiêu tiền ạ? Có bữa được 200, bữa được 100 mấy. Giờ đủ tiền ăn với tiền sữa cho nó. Cứ đi ăn vậy. Cứ để vợ nằm đây vậy hả? Bữa trưa chưa nắng rồi vợ sao? Với đứa bé sao mới sinh hết chừng 2 tháng chứ mấy? Mấy tháng rồi? Giờ sinh mấy tháng rồi? Còn 10 ngày là bán cỡ chừng 2 tháng. 10 ngày nữa 2 tháng. Tại bữa em muốn nhà xong rồi em còn có chịu mấy rồi. Em làm đẻ cho nó rồi hết tiền. Chú quay bệnh đi chú. Chú bị gì vậy? Cái sách chú bị khùng hả? Ôi chú ơi, để con nói con có chịu quay. Quay thì con. Đừng quay nó. Rồi ra đây ngủ rồi sao đừng mưa gió thì sao? Không, em chờ em cho chơi tới 1-2 giờ là em trở về dưới nhà trọ lại. Tại ở dưới nó kiểu như quê giờ tôi yêu rồi. Đây là sáng trở vợ lên đây. Sau rồi 7-8 giờ mới trở lên. Sao cho vợ ở nhà trọ đi nắng nôi nữa. Cho vợ lên đây không? Không, chơi ngày 2 ngày đó mốt đi làm em đâu cho lên nữa đâu. Cho vợ đi tách đồ đạc ở đây ở kiểu như ở không cái này là em mới chạy về nhà em lấy quán mà nè để em đi làm. À tất nhiên là anh chở vợ lên đây anh để vợ ở đây rồi anh chạy về nhà lấy quần áo liền đi. Đang thuê trọ ở đâu? Qua khỏi chợ Phú Lạc. Bên cái hướng của quốc lộ 50 gần cầu Bình Thịnh á. Xa nha. Đây nó cũng xa đâu gần nữa. Thì đó vậy nhà trọ nó mới cái giá 600 chứ. À, ở trên đây ở trên đây đụng vô chuyện mấy 2 triệu tiền đâu mượn. Rồi đồ đạc cho em bé là để trong đó hết luôn hay không, sao? Này đâu của em. Quần áo em mà. Trời ơi, trưa nắng mà cho con bé mới sinh được có 2 tháng ra đây ngồi. Tối là mình định ngủ đây luôn hay sao anh? Dạ. Tối là ngủ đây hả? Anh cho em hỏi cái này nè.
Ủa sao mà nhà không chỉ là cho anh về ở, không cho vợ anh về ở thì cũng cho về mà nhỏ quá à, cái xíu à. À sao? Như là mẹ má buôn bán đồ má chắc mình lum hết á. À. Ở chỗ đó ở nhà nhà gần sập nữa, chỗ đó ở cái nhà quận 8 của anh ở ngay đường nào? Dương Bá Trạc. Dương Bá Trạc hả? Dương Bá Trạc kế đây nè. Cái Dương Bá Trạc dưới đây mà 396 quậy vô rồi đụng nhà nhỏ quá bây giờ không về nhà ở được. Ừ. Nói chung là em hồi đó giờ tính ra cái Tết này là 4 cái Tết em chưa về. 4 năm rồi chưa về. Ừ. Em đi ngoài đường mình đi làm. Lúc nó mới căng bầu thì có mình em đi làm rồi. Không. Giờ... anh quen vợ anh được bao nhiêu lâu rồi? cả năm rồi mới nhập vào 3-4 năm trước là cứ đi lang bang sinh sống vậy hả? Ừ, đi Phú Yên, Nha Trang, Bảo Lộc đi là đi lập hộ. Không, em mới hỏi câu này nha, có giận gia đình hay là có cái khúc mắc gì với gia đình không? Không. Tại vì mình cứ chia sẻ sẽ thẳng đi rồi có gì giúp được giúp được, có khúc mắc gì với gia đình không? Có rồi. À, tức là không có muốn nói phải không? Gia đình vợ đâu? Đắk Lắk, thành phố mới. Đắk Lắk hả? Sao không gì rồi anh tỉnh hả? Nhà tỉnh nhà nghèo nữa. À. Mà nhỏ nên chỉnh bị ăn hiếp hoài thôi, em thấy gì em cho về để ở. Bị ai ăn hiếp bên gia đình vợ hả? Chị em bên vợ hả? Chị dâu ăn hiếp quá rồi. Ờ. Khổ ha. Cái mức sống ở Sài Gòn này mà bây giờ mình có gia đình có con ít nhất phải tháng 10 triệu đó. Mình làm gì đâu ra tiền mà giờ vẫn lên đây sinh sống. Như mà hai ba tháng này vẫn sống vậy thôi. Em cứ như dạng ai cho gì em đem về đó rồi không có em mình thì chạy. Mình thì mình sống được á, nhưng mà quan trọng đứa bé mình như mình sống được chắc rồi. Em phải nghĩ cho con của anh nữa chứ. Nói chung ngày mốt này em đi làm quận 5 rồi, em không có qua đây nữa. Rồi để vợ ở nhà chợ luôn ha. Cho ở nhà chợ lên đi. Lên đây công ba thì ông cũng có qua cho tiền hoài, cứ 500 triệu cho hoài. Rồi sáng giờ anh đi là cái gì lụm đồng chưa? Lụm rồi, bán lụm ngày hôm qua bán được 300 mấy, mới bán cái đợt. Tính đi nữa nè. 300 mấy là làm từ sáng đến tối luôn hay sao? Lụm mấy tiếng à. Ồ vậy cũng ngon ha. Có khi hành xôi quá. Có khi hành xôi có bữa có cộng nữa. Từ đồng đem bán. Ở đó nó đốt hả? Đốt xe tải. Có bữa lụm 6 mảnh, tới 6 mảnh 7 giờ tối. Nếu vậy thì sao đủ cuộc sống ở Sài Gòn, đủ hai chồng rồi lại phải sửa sùng tả ra cho con bé nữa. Trời ơi. Nói chung là ăn dính lại lo cho nhỏ thôi. Em cũng có thể là vợ em sáng nay em nhịn đói bình thường thì ở ngoài đường ai cho em cái gì thì em ăn đó. Giờ có nhà Sài Gòn mà không về được luôn đó. Họ cứ sống lang bang vậy, đi kiếm việc là mấy năm trời. Tại ở ngoài Bảo Lộc giờ không còn hái cà phê hay là xa kia, chứ hái cà phê một ngày em hái 600-700 ngàn thì cà phê tội. Nói chung là có đến tới mùa là mình đi ha. Đâu mình là đâu phải hái đắt hẳn đâu mà cái kiểu nó kiểu như là đắt nghiêng mà đắt đèo á. Làm trong vườn cà phê của người ta ha. Cái đó làm theo vụ mùa được 1-2 tháng chứ mấy đâu làm suốt năm nữa. Còn ở ngoài Bảo Lộc thì nó trồng mùa nào cũng có. Giờ anh không chịu lên thành hả? Không. Để quay. Hai vợ chồng ôm ra công viên sống là quý bà ông chị. Đứt ruột đây bé đang bú trai gái gì anh? Gái hả? Ồ đồ bé có nhiều không? Nhiều, bữa giờ em đi làm em cũng mua hơn 11 ba ly một rồi, cái ba ly một cái. Bé uống sữa gì? Uống sữa mẹ, em mua đồ về cho nó ăn tầm bổ rồi nhỏ này. À chứ không có uống sữa ngoài ha. Dạ. Ví dụ có uống sữa ngoài thì anh cho uống sữa gì? Sữa non á, sữa trong bệnh viện, ở trên bệnh viện Tây Nguyên thì có rồi, ở đây mua cũng có. Đó là sữa cây. Trời ơi. Tối là anh định ngủ đâu anh? Dẫn lạc gì, giờ có nhà trọ về nhà trọ ở. Rồi có nhà trọ, giấc sáng là dẫn ra công viên này. Ừ. Rồi mà, khi nào em có công việc làm rồi em không có trở lên nữa. Trời ơi, nhà trọ luôn. Em nói thầy, em nói với anh như thế này nè, cái gì của mình nói thật ha.
mình có nhà trọ, mình nói nhà trọ nhờ mình sống ở công viên thì mình nói công viên nha. À, anh em muốn chia sẻ những cái video này lên để mà có ví dụ mà có ai thương mình giúp cho mình thì anh em sẽ liên hệ đến anh. À, cho nên mình phải nói thật, ví dụ mà mình có nhà trọ thì mình nói nhà trọ, mình ở công viên này thì mình nói công viên. Nói chung là ban ngày là em ở công viên đó, để chiều là em rước vợ em về. Thì lý do là ở nhà trọ buồn quá hả? Đúng rồi, nó kiểu như dưới quê vậy. Rồi anh đi làm là gần đây không? Gần 1 năm. Vậy là ý anh muốn rước vợ lên đây để cho thoáng mát, thoải mái ha. Xong rồi anh đi làm mình cũng gần đây, chạy tới chạy lui ha. Đúng rồi. Chứ từ đây mình chạy xuống dưới cũng xa, xuống nhà cũng xa, ngoài trọ đúng rồi không? Dạ. Bé đang uống sữa. Bây giờ sao ta? Bây giờ phải có sữa ở ngoài thêm cho bé uống đỡ hơn chứ. Ừ. Chị là mẹ bé nay là bao nhiêu tuổi anh? Út 2. Anh bao nhiêu? Út 10. Là hai người có đứa con đầu lòng đó hả? Sáng chở lên đây mỗi ngày không? Chở mỗi ngày không? Không, thì bữa có bữa chở, bữa không chở. Bữa nào lượm đồng nhiều quá thì em ở nhà trọ em rửa. À, cái đồng đó là mình lượm nó về mình đập vào cái nhựa ra hả? Không, nó đốt rồi mà còn sót lại mình lượm lại mình rửa xong mình phơi khô rồi mình bán. Ủa cái đồng đó người ta đốt người ta xài gì? Không, đốt rồi nó lại mấy cái lò nó bán lại. Mình mót lại đó. Vì cũng mót có bữa mấy trăm ngàn cũng được mà. Chắc hên quá, một tuần chắc được lâu lâu được vô được ngày 300 ngàn đúng không? Đúng rồi, còn mấy bữa đầu thì trăm mấy rồi. Nhiều quá không còn. Vậy là so với cái lúc mà anh đi làm hồ á là làm liên tục hay là chỉ liên tục là luôn. Liên tục luôn, làm cái mảng năm mới được kỳ. Thôi vậy nếu mà có nghề cũng được mà thấy là thấy bé nó thấy tội quá nên lại ngồi thấy tội quá. Thôi giờ mới mốt mình cho vợ con mình ở nhà đi, tôi buồn dù sao cũng đỡ hơn công viên này, nó phức tạp lắm không? Mũi rồi nói chung là bé còn nhỏ, mới được có 2 tháng chứ mấy, chưa được 2 tháng đúng không? Chưa được 2 tháng. 10 ngày mới được 2 tháng. Chưa được 2 tháng mà 3 tháng là nó cho ra ngoài mà anh cho ra ngoài cũng hay á. Mẹ có sữa nhiều không? Có, em mua móng heo về em hầm đủ cho nó ăn, nghĩ là có sữa. 40 tuổi rồi mấy đứa con đầu lòng nha. Chị đứa con đầu lòng luôn hả? Không, có mấy đứa con ở nhà mà nó có một đời chồng rồi. Nó như là đứa con đầu lòng với anh thôi ha. Ăn xưa giờ có vợ không? Chưa có vợ luôn. Vậy, đây là vợ. Vậy là trái tăng ha. Thôi giờ cứ ráng làm, kiếm cái chỗ nào mình có giấy tờ đầy đủ mà đúng không? Đúng, kiếm chỗ nào mà làm hồ, nói chung rằng cái công việc nó hơi nặng nhưng mà nó cũng sẽ có đủ cái kinh phí để mà lo cho vợ cho con đi ha. Rồi cũng nên hạn chế đừng cho bé ra ngoài kiểu gió mấy rồi trời nắng trời mưa mất công bé nó bị ảnh hưởng nữa. Anh nó ngại mà đọc số điện thoại lên đây để cho khán giả ở gần khu vực của anh người ta biết, người ta có thể hỗ trợ thêm mình nào không? 088 79 88 138. Anh đọc địa chỉ lại cái chỗ đó, nhà trọ anh á. Ở gần khu vực đó thôi, không hơn gần đúng. Đây là gì đó? Dạ. Ấp 5 rồi gì? Cái gần ngay chỗ cái nhà trọ là cái điểm gì ta dễ tìm nhất? Chợ, có chợ, trường học hay bệnh viện gì không? Không, có một cái nó có một cái siêu thị, là nó có một cái bưu điện mà đóng điện nước á. Ngay đó. Thôi bây giờ anh đọc số điện thoại anh một lần nữa đi, anh đọc chậm thôi nha. Rồi thì đọc một lần nữa đi. Ta sẽ liên hệ anh cho nó dễ. 088 79 88. Rồi. Anh tên gì? 13 138. Rồi tên gì anh? Tên Nhọn. Nhọn ha.
cô chú anh chị nào mà có thương bé muốn hỗ trợ gia đình cho bé đó thì cứ liên hệ số điện thoại của anh Nhọn nha. Thì do là mình hôm nay lâu lâu mình lên công viên đây mình gặp thôi, mình chia sẻ thôi chứ anh không có lên đây thường. Nhiều khi mình đọc ở đây á, người ta tới đây người ta không có anh ở đây. Có ai mà muốn tìm gia đình thì cứ theo số điện thoại của anh Nhọn nè để liên hệ coi anh ở đâu, mình tới mình hỗ trợ ha. Rồi cảm ơn anh nha. Đặt tên bé này cho anh Nhọn. Tên Su. Su hả? À? Không, tên trong á. Phan Thị Tinh My. Mua sữa cho bé ha. Nhưng mà uống sữa mẹ như vậy đó mà mình có mua sữa ngoài cho bé dặm thêm không? Không. Không mua hả? Uống cho mẹ mà. Nhưng mà mẹ sữa mẹ đủ không? Đủ. À đủ ha. Dạ, ăn no là cạnh sữa rồi. Rồi thôi bây giờ anh đi làm đi ha. À, có gì tí nữa rồi em sẽ lưu cái số điện thoại của anh á, rồi anh em sẽ liên hệ anh sau ha. Rồi em cảm ơn anh Nhọn nha.